Phan Trung té ngửa trước hậu trường đóa hoa hồng của Chi Pu khiến dân tình phì cười. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt Nam và netizen Trung Quốc đã bất ngờ trước một phiên bản đặc biệt của đóa hoa hồng trên TikTok liên quan đến bài hát của Chi Pu. Phản ứng của các fan trước độ lầy lội của họ khiến dân tình cười nghiêng ngã. Video này được biết đến là một phần của show Loto nổi tiếng trên TikTok. Điều này đã được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm FC của Chi Pu. Đóa hoa hồng là một trong những bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ Chi Pu. Với giai điệu bắt tai và lời bài hát ý nghĩa, bài hát đã góp phần tạo nên sự thành công của cô trong làng nhạc Việt Nam. Ngay từ khi được phát hành vào năm 2017, đóa hoa hồng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Với hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, bài hát đã trở thành một trong những bản hit của Chi Pu. Ngoài ra, bài hát còn được ưa thích trên các trang web âm nhạc và ứng dụng nghe nhạc như Spotify, Apple Music và Zing Megapixel 3. Đóa hoa hồng đã thành công trong việc kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh. Chi Pu đã thể hiện bài hát này bằng một MV đầy màu sắc và tươi vui, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả trẻ. Lời bài hát cũng mang thông điệp tích cực, khuyến khích mọi người sống vui vẻ và yêu đời hơn.